tiếp tục với cái series các sản phẩm công nghệ của Xiaomi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mở hộp một cái quạt. Đây là cái sản phẩm mới nhất của Xiaomi. Quạt này là quạt Xiaomi Smart Mi Gen 3 Pro. Cách đây hơn một tháng thì mình đã mua một cái Gen 2 rồi, và bây giờ mình sẽ mua thêm một cái Gen 3 Pro nữa để xem nó có sự khác biệt gì không, và đánh giá qua cho các bạn xem, mở hộp qua xem các bạn có thấy là nó có đáng mua hay không nhé. Cái quạt này thì được đóng gói vẫn giống như là cái quạt Gen 2, vẫn là ba bộ thành phần là chân đế, thân quạt và lồng quạt. Này nó được thay đổi là nó có nhiều nút hơn. Như quạt Gen 2 thì nó chỉ có 2 loại nút thôi, đây có 4-5 nút cơ. Quạt thì được để trong cái lồng như thế này. Ra nhà sản xuất vẫn tặng cho chúng ta một cái lục 6 cạnh để chúng ta vặn cái ốc ở dưới chân của cái quạt nhá. Quạt này nói chung là nó thiết kế thì nó chỉ có màu ghi và màu trắng như này, nó cánh màu ghi còn màu trắng kem như thế này. Nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Mà các bạn gắn cái thân này vào cái chân quạt ấy thì các bạn phải chú ý là nó sẽ có hai cái chân đồng để nó nối điện từ phần đế lên phần quạt nhé. Và chúng ta chỉ cần siết chặt cái ốc ở bên dưới lại là được, siết cho nó chặt tay một chút thì là nó sẽ chắc chắn hơn. Cái lồng quạt này thì các bạn nhìn nó có một số các cái chi tiết ở đằng sau ấy, chúng ta lắp ghép cho nó đúng thì chúng ta sẽ đưa vào nó rất là dễ đấy, vặn vào nó rất là đơn giản thôi. Cái lồng quạt này thì nó là cái dạng vặn nẫy vào nên là chúng ta không được cậy nhá. Nếu mà cậy thì nó sẽ bị gãy cái nẫy đấy, thì về sau nắp nó sẽ không được khít nữa. Đấy các bạn nhìn xem, nó có một cái nẫy thôi, các bạn chỉ cần đưa vào thôi và vặn vào cái là nó sẽ ở dưới cái lồng này, nó sẽ có một cái lỗ để chúng ta vặn cái vít vào. Đây là cái điều khiển của nó, điều khiển thì rất nhỏ thôi. So với cả cái V2 thì cái điều khiển này nó sẽ có thêm 2 nút nữa. Đây là cái sạc của nó là sạc dạng nút nam châm nha các bạn. Đây ở dưới này là sẽ là cái lỗ để chúng ta vặn cái ốc vào để cho chặt cái lồng quạt nó chặt hơn. Kích thước của cái quạt này so với quạt Gen 2 thì nó tương đồng nhau. Cái quạt này khác biệt ở cái chỗ là nó có thể xoay được thành hai trục, là một trục đứng và một trục ngang. Đấy. Thì nếu như mà các bạn nào mà cảm thấy là mình cần cái quạt này, cần cái chức năng xoay đứng ấy, thì hãy nên mua cái quạt này nhé. Còn bình thường thì mình nghĩ là cái Gen 2 nó quá đủ rồi. Các bạn quan tâm cái quạt này thì góc trái